Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ khi sản lượng xuất khẩu trái cây tươi đạt tới 3,5 tỷ đô la Mỹ, chiếm 10% tỷ trọng xuất khẩu ngành hàng nông sản. Trong đó, 70% tổng sản lượng rau quả tươi được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Rau quả Việt Nam xuất khẩu vào thị trường này đều có ưu thế rõ rệt. Các loại hoa quả như là vải, xoài, thanh long, v.v. đều được người tiêu dùng rất ưa chuộng. Trung Quốc là một trong những thị trường xuất khẩu tiềm năng cho sản phẩm nông sản, đặc biệt là trái cây của Việt Nam, với khoảng 70% tổng lượng rau quả tươi xuất khẩu. Trong quá trình hội nhập sâu rộng vào thương mại toàn cầu, Việt Nam cùng các nước ASEAN đã ký kết Hiệp định Thương mại ASEAN-Trung Quốc ACFTA và hiệp định có hiệu lực từ năm 2010. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa tận dụng được cơ hội của ACFTA, giữ thói quen xuất khẩu qua các kênh thương mại không chính thức nên đối mặt với nhiều rủi ro vì thiếu thông tin thị trường và các quy định của Trung Quốc. Có những năm nông dân của Hải Dương có những sản lượng rất tốt thì cái giá trị xuất khẩu thì lại kém về mặt giá trị và cũng do một số các yêu cầu khác, do vậy là dẫn đến các cái chương trình bao tiêu sản phẩm có gặp vướng mắc. Ví dụ như hiện nay chúng tôi gặp phải vướng mắc đó là những cái bạn hàng Trung Quốc đã cử những cái đầu mối mà không thông qua chính ngạch nằm vùng tại địa phương và dẫn đến là thu mua những cái bất ổn về giá. Đó là những cái vướng mắc của những doanh nghiệp tại địa phương. Tăng trưởng xuất khẩu của các mặt hàng trái cây tươi Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đã tiếp thêm động lực để thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư sản xuất, chế biến. Ngoài yếu tố chất lượng, xuất khẩu trái cây tươi tăng trưởng vững còn nhờ sự chủ động của các doanh nghiệp sản xuất, chế biến rau quả tại Việt Nam trong việc tìm kiếm các kênh quảng bá, tìm kiếm đối tác nhập khẩu. Dịch cái sản phẩm chủ yếu xuất nhập khẩu qua địa bàn Lạng Sơn thì về phía Việt Nam chủ yếu là các hoa quả trái cây của các tỉnh, đặc biệt là các tỉnh trong miền Nam như là dưa hấu, rồi thanh long, chôm, các loại trái cây, và đặc biệt là gần đây thì có cái cây vải lục ngạn là cái sản lượng xuất qua địa bàn Lạng Sơn cũng rất là lớn. Hệ thống cơ sở hạ tầng cửa khẩu thì gần đây cũng được cả hai bên phía Trung Quốc, Việt Nam thì đang tập trung đầu tư và tạo ngày một thuận lợi hơn cho các hoạt động xuất nhập khẩu. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong vấn đề này, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ triển khai xây dựng cẩm nang hướng dẫn xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc cho sản phẩm trái cây. Ấn phẩm cũng nằm trong khuôn khổ chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thông qua hệ thống xúc tiến thương mại địa phương. Bộ cẩm nang gồm 4 cuốn là thành quả của các chuyên gia trong nước và quốc tế sau nhiều buổi khảo sát và làm việc với các tổ chức liên quan trong 4 tháng nhằm hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp Việt Nam xúc tiến xuất khẩu một cách bài bản sang thị trường Trung Quốc. Bộ ấn phẩm có tính ứng dụng cao, giúp các doanh nghiệp định hình được cần làm gì và làm như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất trong hoạt động xuất khẩu. Những tài liệu này đã được các chuyên gia trong nước và quốc tế nghiên cứu, khảo sát, làm việc với các tổ chức hỗ trợ với các doanh nghiệp xuất khẩu cả trong nước và tại thị trường Trung Quốc trong thời gian 4 tháng để chúng ta đưa ra những cái thông tin có tính chất hệ thống. Tôi nghĩ rằng trong thời gian tới tài liệu này sẽ được phổ biến rất rộng rãi với không chỉ doanh nghiệp ở các tỉnh phía Bắc nơi có cái giao thương về biên mậu rất là cao với Trung Quốc mà cả các doanh nghiệp trong toàn quốc. Mong muốn như vậy thì chúng tôi hy vọng là cái tài liệu này sẽ đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp, đồng thời là sẽ thu được những cái thông tin phản hồi tốt hơn nữa để chúng tôi bổ sung và hoàn thiện trong thời gian tới. Việt Nam đang trong tiến trình hình thành thương hiệu trái cây tươi nói riêng và thương hiệu nông sản nói chung khi chuyển dần từ xuất khẩu nguyên liệu sang xuất khẩu có chế biến. Bộ Công Thương cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã và đang tích cực phối hợp, đưa ra các chính sách cùng nhiều hoạt động nhằm xây dựng hình ảnh cho doanh nghiệp Việt Nam và cho ngành hàng trong giao dịch thương mại với đối tác quốc tế, trong đó có Trung Quốc. Để làm được điều này cần có sự hợp tác chặt chẽ từ phía mỗi doanh nghiệp. Sản xuất trái cây cần được tập trung nâng cao chất lượng, đạt và vượt các tiêu chuẩn xuất khẩu để gia tăng sức cạnh tranh. Doanh nghiệp cũng nên chú trọng công tác xúc tiến thương mại, chủ động tham gia các hội chợ chuyên ngành để giới thiệu thương hiệu trái cây Việt Nam với thị trường quốc tế.